Khả Năng xin kính chào tất cả quý anh chị, bà con, cô bác cùng toàn thể mọi người. Chúc mừng quý vị chị là một mẫu xe số tự động phân khúc hạng B giá rẻ nhất thị trường. Đó, đẹp xuất sắc luôn, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Xe của anh em mình chủ xe làm công ty cắt tóc các bạn, rất nhiều những cái showroom cắt tóc. Đấy, anh lên tên là Trường và em mua chính tên chính chủ luôn. Đấy các bác nhìn này, máy zin từ bản thằng cò, động cơ 1.2, dòng này siêu tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà đuổi mà nói mà nó máy nó khỏe thì nó thật với các bác là đạt tốc độ thì nó mới khỏe. Thì ngay từ ban đầu khởi động thì nó không khỏe bằng con i10. Nhưng đổi lại giá tiền của nó thì quá rẻ luôn. i10 số sàn anh em mình mua loanh quanh nó khoảng tầm khuôn 300-320. Thì con này nói thật với các bác là nó chỉ loanh quanh là có 200 mấy thôi. Đấy, và số tự động của i10 đời 2020 anh em mình sẽ mua loanh quanh khoảng tầm khuôn 306-308-309. Có con thì 400 đấy, mới 320-2020-2021 phòng mới đấy. Còn đây là form mới đời 2020, một chủ tự động. Máy 1.2 đi chuẩn 3.9 các bác, chưa đến 4 vạn luôn. Và xe gia đình, máy zin từ mặt thằng cò. Tất cả các nước sơn còn zin hết các bác nhé. Ốc zin hết. Ốc tất cả ốc zin hết, không mất phần nào luôn. Chưa mở con ốc nào. Chắc là ốc thay dầu thì em nghĩ là mở rồi. Còn lại là chất lượng zin hết này. Ngay cả cái vết xước này là sơn zin các bác nhìn biết ngay này. Xước một tí là vào sơn zin luôn này. Đấy, con xe này gần như là mới đét mà chưa hề có va chạm hay đâm đụng quọ quẹt gì. Ốc cabo này. Nói chung đời 2020 thì có những con 2023 nó vẫn đâm thì bình thường. Nhưng con này nó chưa đâm thì báo cho các bác thế. Còn lại chất lượng xe cộ anh em cứ đến kiểm tra, sai em đây. Đấy, mình cứ báo thẳng như nhau thế. Chứ còn này anh em mình viết giấy cam kết cho nhau nó dễ. Còn anh em cứ mang ra hãng check, anh em mình mang ra người quen, anh em check thoải mái. Cái dòng xe đời cao này không có gì phải lăn tăn cả. Giá thì nếu mà nó va chạm thì nó giá khác, mà nó đâm đụng thì nó giá khác. Còn giá nó ngập nước thì nó thật với các bác là giá khác. Cái xe thì làm sao mình biết hết được, nhưng mà em là thợ thì không thể nói biết hết được. Không biết được, mình cứ cam kết cho khách hàng như nào là phải chuẩn như vậy. Còn anh em không đúng thì anh em mình có thể giả lại xe. Đấy, cứ thế cho nó dễ. Yêu form dáng đẹp các bạn. Nhìn cứng nhỉ. Này, tôn vỏ móng tanh này. Dòng này nó lại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về, không lắp ráp tại trong nước đâu các bác nhé. Về sơn của nó thì sơn zin màu đỏ, không đổi màu, không đâm đụng ba chạm. Động cơ 1.2 có túi khí và phanh ABS. Dòng này phân khúc hạng B đến từ thương hiệu của đình đám Mitsubishi. Em trai của Xpander chính là Ertrage, đời 2020, tư nhân một chủ biển Hải Dương. Xe chủ xe làm nghề cắt tóc và có mấy vài showroom. Nói chung là tên là gì nhỉ? Tên là Thành. Vừa nói tên là gì quên rồi. Đấy. Anh đấy có mấy con xe này là chính chủ, một chủ từ mới này là anh em mình đổi xe lưng đời rồi. Bây giờ là bán cho bên em. Nói thật là các bác là mua thì có giá mua và cũng có giá bán để cho nó có lời. Nhưng mà cái giá là nên biết tại cửa hàng là 368 triệu đồng thì em sẽ không bán giá đấy cho khách hàng của Khả Năng Ô Tô. Khả Năng Ô Tô sẽ bán giá khác cho quý vị anh chị nhé các bác nhé. Anh em nào quan tâm được, anh em mình có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Em có hỗ trợ bao rút hồ sơ sang tên đổi biển cho quý vị anh chị nếu anh em mình ưng cái chiếc xe này và anh em mình không phải lăn tăn về chiếc xe này luôn. Đấy, còn đây nếu mà sự anh em mình thích số sàn thì nó chỉ loanh quanh có 290 triệu thôi là sẽ được chiếc xe đời 2020 cũng đẹp y xì như thế luôn. Và màu xám đá đây, có màu trắng nhé, có màu trắng đời 2022 luôn. Nó loanh quanh nó chỉ 301-320 thôi là sở hữu được rồi. Đấy, quý vị anh chị tha hồ lựa chọn, có hai chiếc màu trắng, một chiếc màu xám này và một chiếc màu đỏ đây cho anh em mình hiện tại tại cửa hàng nhé. Nếu đời thấp hơn thì có đời 2017, giá nó chỉ loanh quanh 250 thôi. 240-250 thôi các bác nhé, là anh em mình sẽ được sở hữu rồi. Nên quý vị anh chị cứ an tâm về chất lượng xe cộ thì nó không thích chiếc này anh em có thể thích chiếc khác. Số tự động bên em nếu tầm tiền này anh em có thể mua được Vios 2016-17 rồi. 2016-17 hoặc là Kia Rio 2016-17 hay là Accent đời 2015-16 các bác nhé. Là anh em mình có thể mua được số tự động như vậy rồi. Nên là rất nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra anh em có thể mua được Kia K3 2015-2016. Đấy, số tự động nhé các bác nhé. Nên là anh em có thể 24 xe đẹp. Tùy xe thì không phải xe nào nó giống nhau nên là giá tiền có thể chênh nhau vài chục triệu, nhưng chất lượng xe cộ thì phải đảm bảo cho khách hàng. Xe đi chuẩn 4 vạn chưa tua đồng hồ. Nếu tua em bảo tua luôn. Anh em bác nhìn này. Đấy các bác nhìn nội em này, có cruise control nhé, form mới rồi, có cruise control. Đời 2020 này, yêu nội thất này, nó đẹp miên man luôn. Thực sự con xe nó rất là đẹp và bền. Nếu anh em mà đang cân đối một mẫu xe vừa tiết kiệm vừa bền vừa lành và lâu hỏng vặt, không hỏng vặt gì cả, nói xây lâu với hỏng vặt các bác nhé. Nếu các bác mà đang lăn tăn nấn cấn mà không biết mua con gì, Khả Năng Ô Tô xin lấy uy tín đảm bảo. Không biết uy tín của em có cao không, nhưng mà thực tế thì không phải tự dưng mà khách hàng yêu quý mà ủng hộ đến 156.000 người theo dõi và mua xe hàng tháng rồi đến bán hàng trăm xe mà hàng tháng các bác nhé. Khả Năng nói thật với các bác là giàu lên vì mọi người. Em khẳng định với các bác luôn, em là nhà đầu tư mà bán hàng mà không có khách là chết ngay. Nên chỉ mong các bác đi qua để lại cho Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh nếu chưa mua. Còn nếu các bác mua rồi, anh em nai mạnh, xe mạnh cho em phát. Anh em nào ủng hộ Khả Năng Ô Tô
đến cửa hàng em có bớt lục lá khách hàng khả năng ô tô giá khác các bác nhé. Khả năng rất mong muốn được giao lưu trực tiếp cùng vị anh chị bà con. Nhiều anh em cứ đến alo cho nhiều đôi, nếu mà đối tác ở trong cửa hàng nhà em thì em chỉ mất một chút thôi. Còn lại nếu mà anh em sale thôi, sale của nhà em ấy. Còn nếu mà anh em mình gọi cho người ngoài không phải cửa hàng nhà em đấy thì nó thật với các bác là có thể chênh lên vài triệu đồng. Nên là anh em mình cứ alo trực tiếp cho khả năng ô tô, khả năng sẽ chốt cho anh em giá rất là mềm, êm và đẹp nhất các bác nhé. 5 lít 3 kết hợp, 6 lít 4 trong đô thị, 4 lít 7 là ngoài đô thị. Con này nó còn tiết kiệm hơn thực tế nếu anh em mình đi. Chân ga nó thật mềm mại các bác nhé, số tự động mà. Anh em mình lên xe đạp dính lưng nó khác, còn anh em mình cứ đạp từ từ nhé. Con này nó chỉ hơn 4 lít thôi, siêu tiết kiệm thôi. Em đã chạy nó gần một tuần thôi chạy, vì những cái dòng xe đẹp này em chưa được chạy nhiều, vì về phát lại bán ngay, rồi còn đâu mà chạy, mà chạy trải nghiệm thì tầm một tuần thôi đã biết được chất lượng xe. Chỉ cần một thực ra bọn em là thợ thì chỉ cần một ngày thôi là biết được chất lượng xe cổ nhé. Sơn zin con này phải đến tầm 97-98% các bạn, thực tế con này sơn zin nó phải đến 98%, còn rất là đẹp các bạn, nó đẹp và nó rất là chắc chắn. Nhìn này, đèn nó cũng chế theo cái màu hai màu ấy, nhìn trông rất là sang chảnh luôn. Mitsubishi Hải Dương luôn các bác nhé, mua trực tiếp tại hãng luôn, chủ xe một chủ từ mới đời 2020, mang nước sơn màu đỏ, máy zin từ mặt thằng cò, thân vỏ keo chỉ zin hết 100%. Các bác mình có thể cân đối lấy chiếc này hoặc là một vài những mẫu xe bên em, còn rất là nhiều xe như Honda City kia anh quanh chỉ hơn 300 thôi, đời 2015 nó chỉ 301-302 là bán thôi các bác nhé. Đấy, quý vị anh chị nào anh em mình quan tâm thì anh em mình đến cửa hàng, anh em mình gặp gỡ và trao đổi giao lưu. Đấy, đây là start top nhé. Đây cần cruise control, ga tự động này, màn hình Android, cam đùi đầy đủ hết rồi, không phụ đồ chơi phụ kiện, nó chỗ ngồi thoải mái này, ghế da trần nỉ nguyên bản, xe đẹp sơn zin từ nóc đến thân vỏ, ba bô lê gầm bệ chắc chắn, nó trông các bác này có túi khí và hai nhà bét bốn bánh, nói chung là xe đẹp xuất sắc luôn. Đăng kiểm của tới tận tháng 4 năm 2025 cơ, xe rất là đăng kiểm rất là dài và không có lỗi nhỏ, không đâm đụng va chạm gì, giá tiền quá là hợp lý cho quý vị anh chị anh em mình quan tâm. Thì khả năng xin giới thiệu cho bà con xong một mẫu xe này, và dưới đây thì phân khúc số sàn giá rẻ hơn rất là nhiều cho quý vị anh chị nhé lựa chọn. Với tầm tiền này anh em có thể nghiên cứu lấy một chiếc xe Mazda 2 đời 2017, hoặc nếu 2016 thì rẻ hơn, nó chỉ nên quanh 335 triệu thôi, anh em sẽ được sở hữu một Mazda 2 đời 2016 biển đời 2015 biển Hà Nội chứ 2015 chứ 26 đâu, 26 thì có một con 27, con 27 nó cũng chỉ 340 thôi. Đấy, tùy theo xe anh em, không phải xe nào nó giống nhau đâu, nên là anh em giá tiền nó sẽ chênh nhau nếu như mà nó chất lượng nó khác nhau. Đấy, xe cũ mà nó cũng như con người thôi. Vì sao mà nhiều anh em thì thích hoa hậu, nhưng nhiều anh em chỉ thích vợ mình thôi. Em là một trong những cái số bên thứ hai đấy, là thích vợ mình chứ không thích hoa hậu. Đấy, mấy em hoa hậu mà đưa cho em không thèm luôn, em thật sự với các bác luôn. Để cho các em thèm em thôi, em chỉ thích mỗi vợ em thôi. Đấy. Đấy là thông tin mang tính giải trí thôi các bác nhé. Còn lại thì anh em là cứ xe đẹp anh em mua, giá cao tí cũng được các bạn. Đấy. Nên là quý vị anh chị nào mà yêu thích một dòng xe số sàn giống cái con kia nhưng mà màu khác, và đây là một sự lựa chọn cho quý vị anh chị. Trong nhà còn hai chiếc màu trắng nữa nhé, ba chiếc màu trắng nữa, một chiếc biển 37, một chiếc biển Thái Nguyên và một chiếc biển 34. Đấy, một chiếc biển 34 thì đời 2022 mới đét, con đấy thì 301, con này thì 300-290 cũng bán các bác nhé. Như này zin hết, zin rít rít, ghế da ghế nỉ nguyên bản, bản số tự động thì được trang bị ghế da, còn bản số sàn thì sẽ được trang bị ghế nỉ. Các bác nhìn nội em này, nó đẹp miên man luôn, ngay cái đài đó người ta cũng chưa thay. Con xe này mới đi chuẩn có bao nhiêu, 3,7 vạn thôi các bác ạ, đời 2020. Đây cam hành trình trên gương, xe thơm mùi mới luôn các bạn, thơm mùi mới luôn, mới tinh này, củi số này. Nói chung là dòng này thì nói thật với các bác, anh em mình mua chạy dịch vụ cũng ok mà, nó tiết kiệm nhiên liệu lắm. Anh em mình đường bằng thì mua nhé, nếu đường núi anh em mình mua con này thì nó sau này chạy nhanh tã hơn, vì 1.2 nó ba máy thì nó sẽ không khỏe bằng những con 1.2 4 máy được. Anh em là mua i10 cũng được, còn không nếu mà đường núi nhiều, đường đồi đường núi nhiều thì anh em mua gầm cao lên một chút, gầm cao lên một chút. Đấy là em tư vấn thế, còn anh em không tin thì em thì mua con khác gầm cao hơn. Như ví dụ như anh em có thể đi Vios thì nó sẽ, hoặc là Accent thì nó sẽ được trang bị 4 máy, nó khỏe hơn và nó đẹp hơn, nhưng mà tất nhiên là giá nó cao hơn rồi. Còn nếu anh em mình có cái giá tầm này thì anh em có thể cân đối lấy mẫu xe này. Đấy, đi gia đình thì nó thật với các bác, con này, hai con này nhé, đời 2020 này chắc là anh em mình phải đi nó nanh quanh khoảng tầm khuôn 10 năm nữa chưa hỏng, nếu anh em thay dầu nước làm mát định kỳ cho em. Nói thật với các bác luôn, em nói sai em không bao giờ em làm nghề này nữa, quá đẹp luôn. Đời 2015 có mặt tại Việt Nam. Con xe này em đã review và chưa con nào nó hỏng hay là khách kêu cả. Chưa khách nào kêu bảo em ơi con xe của anh đi nó chán hay làm sao cả. Con xe này nó thật với các bác là nó rất là bền và không hỏng vặt. Nhiều anh em đã xem video của Khả Đăng và bình luận rồi đấy. Bình luận là ứng thật là con này nó bền, nó cửa tiền. Con 2015-16 nó chỉ hơn 200 thôi. Hơn 200 triệu thì nó thật với các bác là lành bền, tiết kiệm nhiên liệu.
con này bây giờ nó chỉ có 290 thôi mà bao vào tên được các bác nhé. Em để cho các bác 290 thôi, cabo chưa hạ nhé. Đây, máy zin từ mặt tần cò, nội thất zin hết, ốc ác, tất cả mọi thứ chưa ra, nó không khác gì con số tự động cơ. Hai con nó chỉ đi nhanh quanh được có dưới 4 vạn thôi. Máy số zin đẹp đẹp, nói thật với các bác là đẹp, xuất sắc luôn. Con này cũng vậy này, đèn đóm mọi thứ này đều zin đẹp đẹp luôn, trong ngoài zin hết, chưa hề có ra phân nào, keo chỉ còn, không nổi nhỏ, không đâm đụng ma chạm. Đấy, các bác máy nổ êm du như chó thở, zin cả lốp luôn các bác nhé, lốp còn zin hết cả xe, chưa hề có thay lốp này, các bác nhìn này, lốp vẫn còn râu lốp các thứ này, đẹp xuất sắc luôn. Giá tiền thì quá ok, chỉ với mức giá là lanh quanh 290 triệu thôi, hoặc là con chiếc này số tự động thì lanh quanh khoảng 360 triệu, bao trọn gói sang tên đổi biển bấm biển cho các bác nhé. Quý vị anh chị là anh em quan tâm, anh em mình alo trực tiếp Khải Long ô tô qua số điện thoại 0326062789. Khải Long trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đang. Xin chào và hẹn lại.